bước lên hoàng du phi, biểu tư tế vươn cao giữa mênh mông ngôi nhà chung giấc mơ. Những tấm lòng người thầy như bông hoa rực rỡ giữa bao la khu vườn ươm trái tim. Hôm nay xây biết bao yêu thương là mai để ta thấy bấy nhiêu lần, trọn đời mình nhận lại điều ta cho đi. Vì máu trong ta cháy trong tim người là gieo thêm biết bao hy vọng cho chiều người quanh ta. Sống trong đời cần có một tấm lòng để theo gió cuốn đi. Biết bao người chờ mãi một mái nhà để lại xây niềm tin khắp nơi. Chúng đôi tay nắng mơ ta lên đường đi muôn phương, thắp thêm những ngọn lửa từ trời này. Đừng ngại ngần hãy cho đi. Mai đây trên núi cao hai tâm cùng đất nước, trẻ thơ khắp mọi miền sẽ tiếp tục xây giấc mơ để tôi tế bay xa. Yêu thương là hạnh phúc, thành công này đâu chỉ riêng ta. Cho đi là nhận lấy, cuộc sống này sẽ cần chung tay vì ta, vì bạn.